Vậy thì trong một doanh nghiệp cũng vậy, ông sếp phải làm rõ cái tư tưởng là chúng ta đến đây để làm gì, chúng ta trở thành một tập thể đến đây để làm gì, mà chúng ta hay gọi là gì ạ? Sứ mệnh. Vậy để làm được việc này thì mỗi con người chúng ta cần phải có tư duy như thế nào? Nó gọi là giá trị cốt lõi. Thế nào là hệ tư tưởng? Hệ tư tưởng tôi chỉ nói, tôi không nói trong một cuộc đời, vì nói trong một cuộc đời là nó rất là dài và nó rất là khó hiểu, nó chiều tượng. Nhưng tôi chỉ nói hệ tư tưởng của một người đến công ty thôi. Có phải tất cả những người vào nhà nước đến 90% tư tưởng của họ là gì ạ? Là ổn định. Những người vào môi trường tư nhân là tư tưởng của họ là gì? Là họ muốn học hỏi để khẳng định bản thân. Tôi cá với bạn luôn, 90% muốn vào nhà nước là có tư tưởng ổn định, còn có 10% là có quan hệ thì vào để thăng tiến. Còn 90% xác định vào để ổn định. Đấy. Đối với doanh nghiệp tư nhân thì 90% là vào là muốn có cơ hội học hỏi và khẳng định bản thân mình, vì họ là những người không thích ổn định hoặc không có cơ hội ổn định nên bắt buộc phải khẳng định bản thân. Thì đấy chính là hệ tư tưởng. Nhưng đấy nó chỉ là hệ tư tưởng thôi, nhưng mà hệ tư duy mà nó đồng bộ với hệ tư tưởng là thế nào? Vậy ý dẫn đầu các pháp. Ý là tư tưởng, pháp là tư duy, pháp là cách làm. Thế thì khi vào nhà nước mà anh muốn ổn định thì yêu cầu của anh phải gì? Chấp nhận làm những việc cấp trên giao mà nó không trong mô tả công việc thì mới ổn định được chứ. Hai là gì? Chấp nhận lương thấp, phải tăng lương từ từ, kể cả có năng lực nó phải có lộ trình. Có chấp nhận được không? Ba là phải chấp nhận gì? Nhẫn nhịn, rất hạn chế đúng sai. Bốn là phải có thái độ tốt. Vậy chỉ cần nếu có tư tưởng ổn định và cộng với bốn tư duy trên thì dứt khoát nó sẽ gọi là đồng bộ. Nhưng mà tư tưởng thì muốn ổn định, mà tư duy thì khẳng định bản thân là em phải cãi. Cái nào đúng là đúng, cái nào sai là sai. Làm gì có cái chuyện mà đang đúng lại biến thành sai, mà đang sai lại biến thành đúng. Thế thì chú chỉ có cút thôi chứ. Không. Nhưng ngược lại, nếu tư tưởng mà muốn khẳng định mình ở doanh nghiệp tư nhân thì bạn phải chấp nhận nghịch cảnh. Sếp chửi, nếu gặp một sếp chửi, sếp giỏi mà họ chửi, cố gắng mà nghe. Thì biết, tức là có phải là mình muốn tự khẳng định bản thân mình, mà muốn khẳng định được bản thân thì mình phải có vũ khí chứ. Mình phải có tư duy, phải giỏi chứ. Mà muốn giỏi thì phải gì? Phải học những thằng thầy giỏi, thằng làm giỏi. Mà học những thằng làm giỏi mà được đi theo nó là tốt rồi. Chấp nhận lương thấp đi, chấp nhận bị nó chửi đi, và thấy nó giao thêm việc là gì? Là hạnh phúc. Và chấp nhận phải làm nhiều thời gian hơn bọn nó làm ổn định, nó làm công chức nhà nước. Đấy nó gọi là tư duy. Một, thân này phải lao động nhiều hơn, phải nhẫn nhịn thằng giỏi nó chửi để học hỏi, đúng không ạ? Thì tuệ này nó mới sáng được. Đấy. Thế thì đây lại vẫn muốn vào cơ quan tư nhân mà lại không muốn nâng tuệ. Thế thì nếu vào tư nhân mà không nâng tuệ là bạn chết. Nếu vào trong nhà nước mà bạn không nâng được cái thái độ của bạn là bạn chết. Thế thì giá trị tư duy cốt lõi của hai thứ nó là sẽ khác nhau. Đối với cơ quan nhà nước dứt khoát phải là thái độ. Đối với cơ quan tư nhân dứt khoát phải là trí tuệ. Bắt đầu từ đấy nó gọi là tư duy cốt lõi. Vậy thì làm cơ quan tư nhân cứ có trí tuệ, cứ có trí tuệ, cứ có trí tuệ thì bạn nhảy ở công ty nào chẳng nữa họ cũng chào đón bạn trải thảm đỏ. Nhưng đã làm ở nhà nước
thì phải có thái độ tốt, thái độ tốt. Còn nếu mà thái độ ngang ngược và tinh vi thì có ném vào cơ quan nhà nước nào thì anh em nó cũng đào thải. Thì cái đấy nó đồng bộ giữa gì ạ? Tư tưởng và tư duy. Và trong đạo Phật gọi là ý dẫn đầu các pháp. Tư tưởng thế nào thì tư duy như vậy, thì người ta gọi là đồng bộ. Vậy thì trong một doanh nghiệp cũng vậy, ông sếp phải làm rõ cái tư tưởng là chúng ta đến đây để làm gì, chúng ta trở thành một tập thể đến đây để làm gì, mà chúng ta hay gọi là gì ạ? Sứ mệnh. Vậy để làm được việc này thì mỗi con người chúng ta cần phải có tư duy như thế nào? Nó gọi là giá trị cốt lõi. Đấy, để các anh chị hiểu. Thì như vậy để chúng ta hình dung là tư tưởng và tư duy. Đấy. Như vậy trong doanh nghiệp mình thì gọi là sứ mệnh và giá trị cốt lõi. Rồi ạ. Trong đạo Phật, ở trong đảng thì giá trị cốt lõi là học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh. Và tư tưởng là gì ạ? Cống hiến, đi lên và chấp nhận gì? Ổn định từ từ. Đấy. Thế nếu mà xác định được như vậy thì nó rất là nhẹ nhàng, cuộc sống nó rất là đơn giản. Ví dụ nếu mà làm nhà nước mà xác định được ổn định này, xong nâng cao thái độ, thì mỗi lần sếp bảo đi pha chè, sếp bảo đi uống thêm một chén rượu vào, chấp nhận say cũng được, đấy là thái độ uống đỡ sếp. Rồi sếp bảo lái xe đưa vợ con sếp về quê vào ngày chủ nhật. Rồi sếp bảo là về quê bắt tao con gà lên thịt gà tối nay anh em nhậu. Cứ vui vẻ mà làm. Vì chúng ta đang làm một việc gì? Chuẩn với tư tưởng, chuẩn với hệ tư duy, tức là nâng cao thái độ. Thế còn nếu mà làm môi trường tư nhân thì sếp nó sẽ không sai việc đó. Nhưng mà sếp nó bảo, mẹ sao mày làm việc này ngu thế? Đáng lẽ làm việc này nó phải như thế này cơ mà. Thì lúc đấy phải mừng. Đúng, tư duy đây rồi. Ông này ông chửi mình thì cho mình sáng ra, tiếp nhận đó. Thì như vậy mình phát triển được tuệ. Mà ngọn đèn tuệ nó sáng rồi thì mình làm ở đâu mình chả thắng. Đấy, thì nó đúng như vậy. Thì tôi muốn chia sẻ để bạn hình dung ra. Vậy trong doanh nghiệp hệ tư tưởng chính là sứ mệnh, và tư duy đồng bộ với tư tưởng chính là giá trị cốt lõi. Rồi, chúc bạn thành công. Cảm ơn bạn.